hôm nay bật mí luôn nha mọi người, ở trên sàn đài là có ông xã của Ngọc Phước ngày hôm nay đâu. Mọi người đoán coi ai ạ? Nhưng mà khoan đã, đây là sự thật hay là sự ngộ nhận à? Thật ra là em phải hỏi cái người mà nãy giờ cứ len lén quay lại sau lưng xong gửi cho em những cái nụ hôn nhẹ nhẹ, hôn gió nhẹ nhẹ. Đó, đây là một cái dịp mà để cho cả hai công khai với khán giả luôn à? Thật ra là em không muốn công khai bây giờ, em muốn khi nào mà ông xã em cầm được cái cúp rồi lúc đó tụi em công khai luôn, nó mới hoành tráng à. Wow. Dạ. Quá trời. Anh Lợi ơi, ông xã ơi, tập trung cháy hết mình vì em nha ông xã nha. Kim Anh tính là mùa 2 mình cũng sẽ đăng ký tham gia. Nếu mà chị tham gia thì mình đấu với Ngọc Phước, chị không biết chị nghĩ sao à? Chị nghĩ rằng là sẽ chuẩn bị cho Ngọc Phước một đôi giày để cân xứng chiều cao để chúng ta chơi lần trước em đi cà kheo em lấy boxing là hơi bị tới luôn đó. Được không ạ? Mùa 2 cho Ngọc Phước. Dạ, em chờ chị mùa 2 solo 1-1 nha chị nhé. Dạ. Quý vị, hân hạnh chào đón toàn thể quý vị đã tới với The Champion. Tôi là MC Quốc Khánh và người bạn đồng hành của tôi, BB Trần. Chúng ta lại trở lại với sàn đấu cực kỳ nóng hiện nay. Và xin giới thiệu với mọi người, nam nghệ sĩ Hải Chiêu. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ chào đón Ngọc Phước ạ. Dạ, chào mọi người, em là Ngọc Phước đây à. Em cảm giác hôm nay The Champion mời bên đây là quá đúng đắn. Em quá lời đi, em nhìn xuống cái giày đây nè. Đẹp quá, ngon quá, tươi quá à. Và trước khi bước vào trận đấu, chúng ta sẽ tới với những giây phút âm nhạc để giải tỏa bớt căng thẳng. Ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng. Và xin mời Hải Kiều và Ngọc Phước sẽ cùng... Không, sẽ cùng chúng tôi để thưởng thức ca khúc này đến từ nam ca sĩ Ali Hoàng Dương. Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai. Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh, vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời.
tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rằng ơi, tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim, hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời, dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng, dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin, niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Ali coi như là hâm nóng sân khấu, phải nói cực kỳ luôn á. Bây giờ phải giữ sức thôi mọi người, mình phải giữ sức để còn ủng hộ cho tất cả các nghệ sĩ lên sàn đấu nữa chứ. Em nhảy nhiều quá em mệt quá. Anh thì hơi gai cột sống chút xíu. Dạ, yeah. Quậy quá, quậy quá. Phải quậy như vậy đó. Cháy bọng lắm à. Và có lẽ vào lúc này quý vị đang chờ đợi sự xuất hiện của hai đấu sĩ trên sàn đấu này ngày hôm nay sẽ là những bất ngờ đặc biệt dành cho quý vị. Xin trân trọng giới thiệu võ sĩ đầu tiên, diễn viên Lợi Trân. Khi mà Lợi bước trên một sàn đấu á, thì Lợi chưa bao giờ nghĩ á, đây là một game show hay là đây là một võ đài của điện ảnh. Đối với Lợi á, nó là tuổi thơ của Lợi. Và khi bước lên sàn á, thì Lợi là một người võ sĩ thực thụ chứ không phải là một diễn viên lên võ đài. Và Lợi cũng có thể bước lên một võ đài để đấu ở trên một cái sàn giống như một người võ sĩ thật sự. Nếu mà nói mà không một chút lo sợ thì thật sự đó là một lời nói dối thôi. Đây là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời Lợi tính đến thời điểm này. Thắng bại ở đây nó không quan trọng, điều quan trọng nhất với Lợi và câu cuối cùng đó là chiến thắng bản thân của mình. Tôi đang có mặt ở trên võ đài cùng với Lợi Trần, một diễn viên nổi danh với những vai diễn võ thuật của mình. Đầu tóc rồi tất cả mọi thứ đều hào nhoáng cả, và anh đang nghĩ rằng là hôm nay em lại diễn một vai nào đó. Hôm nay là một trận đấu mà gần 20 năm rồi em trở lại, giống như một võ sĩ bước lên sàn đài ạ. Đối thủ còn lại vẫn chưa xuất hiện, nhưng mà nếu anh là đối thủ của em, anh sẽ có chút lo lắng sau cái phần chào sân vừa rồi. Vậy thì em có thể bật mí giúp cho khán giả một chút về người sẽ phải đứng trên võ đài ngày hôm nay không? Một nhà vô địch, độc cô cầu bại, Nguyễn Trần Duy Nhân. Đối thủ của Lợi Trần chính là độc cô cầu bại, huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất. Với trận so gan có phần bất lợi này, liệu rằng Lợi Trần có thể giành chiến thắng trước nhà vô địch thật sự, và Nguyễn Trần Duy Nhất có tiếp tục duy trì những trận thắng trong sự nghiệp vẻ vang của mình? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Quý khán giả hãy chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Em có thể bật mí giúp cho khán giả một chút về người sẽ phải đứng trên võ đài ngày hôm nay không? Một nhà vô địch, độc cô cầu bại, Nguyễn Trần Duy Nhân. Trước khi bước lên sàn đấu thì mình đang tập trung cao độ trong một cái tư thế là sẵn sàng. Trước khi bước vào một trận đấu thì cái điều đầu tiên muốn giành được chiến thắng thì mình phải tự tin. Và bên cạnh đó là sự quyết tâm cũng như là sự cố gắng hết sức mình. Khi bước lên sàn đấu thì mình sẽ bỏ hết tất cả những trở ngại xung quanh nên mình sẽ cố gắng hết sức mình. Lỡ Chân là một trong những bạn nghệ sĩ mà Nhất Tập cho có một cái sự siêng năng, chăm chỉ cũng như là cái sự quyết tâm rất là cao. Mong rằng Lỡ Chân sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Khi vào thi đấu thì mình sẽ cố gắng hết sức mình. Chắc chắn mình sẽ không nhường chính bản thân của Lợi. Lợi phải vượt qua trận đấu này. Trên sân khấu cùng với tôi đã có đủ cả hai võ sĩ của ngày hôm nay. Bên này là Lợi Trần, một người đã từng theo học boxing từ khi còn bé. Và như anh chia sẻ là ngày hôm nay cũng 20 năm rồi đúng không Lợi Trần? Mới quay trở lại võ đài. Và lần quay trở lại này đấu ngay một người quá đặc biệt. Bởi vì anh là độc cô cầu bại của làng Muay Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay duy nhất nhớ là đây là boxing. Muay thì có nghĩa là dùng chân, còn boxing thì không. Và đó có thể là một lợi thế của Lợi Trần trong ngày hôm nay. Duy nhất em nghĩ thế nào về lời thách đấu này? Em cảm thấy nó rất là phấn khởi và hào hứng. Nó cũng giống như những lần em đi thi đấu ở trên đấu trường quốc tế. Còn Lợi Trần, em có thấy run chút nào không? Run rẩy á, là tất cả mọi thứ mình nó đã trải qua cảm giác đó rồi. Và em nghĩ giây phút mà mình bước lên sàn đài này á, tất cả cảm xúc đó không còn nữa. Chỉ tập trung vào việc là mình làm hết sức và chiến thắng bản thân mình trên võ đài này. Và đó, thưa quý vị, cũng là thông điệp của The Champion. Đó là chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Tuy nhiên, đây là một lời thách đấu rất đặc biệt. Điều gì đã đưa Lợi Trần sau 20 năm trở lại võ đài này và gặp một người mà có lẽ là anh cũng rất ngưỡng mộ? Câu chuyện của chúng tôi sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Trên cuộc đời này, bất cứ ai cũng luôn có hai mặt, đó là sự hèn nhát và dũng khí. Quan trọng là chúng ta có dám bước qua sự hèn nhát đó hay không và bước qua nó như thế nào. Và kể từ giây phút này, tôi biết mình cần làm gì để vượt qua sự sợ hãi của bản thân để mạnh mẽ hơn. Dạ thưa thầy, con muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và gia đình của con ạ.
Hello Văn Yên, lâu quá không gặp. Khỏe không? Khỏe. Đứng nãy giờ coi bạn múa quyền chứ đánh mấy đòn võ thái đảo quá. Cái này mà vô điện ảnh là hơi bị xuất sắc luôn á. Có dịp anh em mình còn đưa dịp vô điện ảnh bây giờ luôn đi. Ok. Ủa mà hôm nay đi đâu đây? Hôm nay là đi bái sư học đạo đó hả? Ủa mà tại sao phải bái sư học đạo? Mình có tham gia một chương trình. Trong cái quá trình mà đang đi tìm đối thủ á thì lại muốn qua gặp người anh em của mình. Tại vì nói chung là thật sự là thích nhất rất là lâu rồi. Lúc mà chưa làm nghề luôn á. Cho nên là không có lý do gì mà không qua đây để mà bái sư học đạo nhất. Để mà cho một trận đấu đó với một cái đối thủ mà lại chưa biết. Rất là hoan nghênh cái tinh thần mình học hỏi như vậy. Thì mình sẽ học hỏi nhiều, mình mau tiến bộ được. Nhưng mà nhất phải kiểm tra coi thử Lợi đã có cái gì, được cái gì. Và nếu mà thiếu cái gì thì nhất sẽ bổ sung cho Lợi. Dạ chắc chắn, dạ, cảm ơn Nhất. Đã từng thất vọng, đã từng buồn, đã từng không ngủ được rất là nhiều đêm vì câu hỏi của Nhất. Ở đây, Nhất đã cung cấp cho Lợi tất cả mọi thứ. Nhưng mà không lẽ nó không đủ để đáp ứng cái nhu cầu mà Lợi cần tìm đến với boxing? Hay sao mà Lợi lại bỏ Nhất để đi như vậy? Không phải là Nhất không mang đến cho Lợi những cái mà Lợi cần, mà tại vì Lợi là cái người muốn nâng cấp mình hơn cho cái chuyên môn về boxing. Mong Nhất hiểu Lợi vì Lợi có một cái ước mơ của nhóc đi tìm 20 năm và bây giờ có cơ hội để lên võ đài lại, nó rất là một cái niềm hạnh phúc. Chào mọi người. Chào Thảo, mình là Lợi. Mình đã dành rất là nhiều thời gian để xem về những kỹ thuật, về tất cả những bài tập boxing. Và điều đặc biệt, Lợi đã xem tất cả những trận đấu của Thảo ở trên WBC. Và ngày hôm nay, Lợi cảm thấy rất là hạnh diện vì đứng trước mặt của Trần Văn Thảo, một nhà vô địch, một niềm hạnh diện của người Việt Nam, mang boxing của Việt Nam vươn tầm thế giới. Hãy cho Thảo thấy Lợi có những gì. Đây là thế thủ của boxing. Thầy sẽ làm cho Lợi coi. Mình sẽ có 3 option. Mình sẽ dựa trên nguyên tắc phòng thủ trước và phản công sau. Đổ trọng tâm về bên chân trái, dùng chân sau làm bánh lái. Thì mình sẽ có 3 option để phản đòn lại của đối thủ là: một là hook, hai là left uppercut, ba là mình có thể đi được đòn chạp luôn. Chân sau cũng vậy, mình cũng có 3 option. Khi đối thủ phản đòn, mình phòng thủ trước là mình sẽ thấy được điểm hở của đối thủ là uppercut and right hand and right hook. Nhưng mà quan trọng đến thời điểm này á, tìm được đối thủ chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Vẫn như lúc mà bên Nhất cũng đang đã cố gắng rất là nhiều mời mấy bạn khác, nhưng có lẽ chưa có duyên, các bạn ấy chơi mình xấu hay sao á, từ chối. Thôi được rồi, Nhất cũng đã suy nghĩ nhiều, Nhất quyết định rồi. Quyết định luôn. Nhất sẽ là đối thủ của Lợi trong chương trình The Champion. Giỡn rồi cha, sao tôi đánh lại không nổi. Đây là một cái bài mà kiểm tra xem thử Lợi đã tập luyện được gì, học hỏi được gì. Thảo, sắp tới biết anh đấu với ai không? Ai? Nguyễn Trần Duy Nhất. Mua bảo hiểm chưa? Không. Thì Nhất sẽ cố gắng hết mình để coi thử Lợi đã có thể trở thành một chiến binh hay không. Nguyễn Trần Duy Nhất chỉ có hơn Lợi về thể lực và kinh nghiệm của Muay Thái. Nhưng đây là boxing. Hôm nay Thảo sẽ chỉ cho Lợi một tuyệt chiêu mà Mike Tyson và Lomachenko sử dụng để đấu những võ sĩ mạnh nhất. Và đó là kỹ thuật chặt gốc.
cái đối thủ mà lớn nhất trong cái cơ thể Lợi chính là con người của Lợi. Lợi cần phải vượt qua nó. Trái, trái, có phải? Yeah, yes, có phải? Tấn công tay trái, tốt. Ok, bây giờ đối thủ đổi góc quay sau, kịp không? Tốt Lợi. Ước mơ của thầy để trở thành the champion của võ đài chuyên nghiệp, ước mơ của trò để trở thành the champion của võ đài điện ảnh. Nhất sẽ không bao giờ nhường Lợi trong trận đấu này. Và đó là lời hứa chắc chắn. Chắc chắn. Hãy chạm vào sứ mệnh bằng tinh thần chiến binh. Đây là một cái cặp đấu mà phải nói là mình rất là khó đoán. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến của các khách mời. Bây giờ cho hai Triệu cướp lời được không? Tại vì Ngọc Phước bây giờ Ngọc Phước có nhiều tâm tư tình cảm đó, Ngọc Phước không nói nên lời được đâu. Là có tình cảm với một trong hai người ạ. Hôm nay bật mí luôn nha mọi người, ở trên sàn đài là có ông xã của Ngọc Phước ngày hôm nay. Wow, đâu. Mọi người đoán coi ai ạ? Mọi người đoán coi ai ạ? Có tận 3 người lận em. Nhưng mà khoan đã, đây là sự thật hay là sự ngộ nhận ạ? Thực ra là em phải hỏi cái người mà nãy giờ cứ len lén quay lại sau lưng xong gửi cho em những cái nụ hôn nhẹ nhẹ, hôn gió nhẹ nhẹ. Đó, kìa. Em không ngộ nhận. Đây là một cái dịp mà để cho cả hai công khai với khán giả luôn à? Thật ra là em không muốn công khai bây giờ. Em muốn khi nào mà ông xã em cầm được cái cúp, rồi lúc đó tụi em công khai luôn, nó mới hoành tráng à. Wow, dạ. Quá trời. Ông xã ơi, tập trung cháy hết mình vì em nha ông xã nha. Chúng ta cũng đã thấy là hơi có một chút nghiêng về Lợi Trần rồi nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với các bình luận viên chuyên nghiệp của ngày hôm nay, xem là họ nhận định thế nào về cặp đấu này, về lời thách đấu này của Lợi Trần dành cho Duy Nhất. Xin mời các bình luận viên của chúng tôi. Đối với bản thân này thì mình cũng là một fan rất là lớn của anh Duy Nhất. Và đối với Lợi Trần, mình cũng không còn quá xa lạ gì khi mà đã cùng với Lợi Trần thực hiện những cái bộ phim. Và thật sự rất là khó để mà có thể đưa ra được một dự đoán một cách thật sự là công tâm. Thực ra thì với mình thì đây là một trận đấu rất đáng chờ đợi, bởi vì cái cảm giác về Lợi Trần là một diễn viên, nhưng mà anh dám đấu với một võ sĩ chuyên nghiệp, và Duy Nhất cũng là một người con của boxing. Viễn cũng đã từng trò chuyện với mẹ của Duy Nhất thì cô cũng từng là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp trước đây rất lâu rồi. Chính vì vậy mà Duy Nhất ngày hôm nay cũng không hẳn là một cái bất lợi cho Duy Nhất, bởi vì Duy Nhất chúng ta biết đánh quay thì đánh kết hợp đòn gối, đòn chỏ, đòn chân rất nhiều, và đó là lợi thế của Duy Nhất. Nhưng ngày hôm nay buộc chỉ đánh boxing đúng theo luật boxing. Có lẽ rằng với những gì mà Duy Nhất đã được đào tạo từ nhỏ cũng như là những cái mà Duy Nhất đã tích lũy được thì cũng không quá bất lợi. Còn với Lợi Trần thì mình lại nghĩ có lẽ là một cái sự tập luyện, một cái điều gì đó Lợi Trần đã trăn trở và đã cố gắng để có thể đấu ngày hôm nay với Duy Nhất như vậy. Mình nghĩ rằng Lợi Trần đang có một cái bản lĩnh thực sự rất rắn rỏi. Gia quyền có 3 bài quyền chân truyền, đó là tấn gia quyền, tấn gia song kiếm và tấn gia roi nhị ngôn. Đây là những chiêu thức hốc hiểm được võ sư Tấn Hành gầy công nghiên cứu, sáng tạo, truyền dạy cho các thế hệ học trò sau này, đều chứa đựng những tinh hoa của võ Bình Định. 3 bài quyền đều được thể hiện bằng các bài thơ mô tả các đòn thế. Dường như cái tên đã vặn vào vận mệnh của tôi, bắt buộc tôi phải trở thành người khơi lại dòng máu và hào khí khi thi đấu võ đài của môn đối kháng. Với Nhất, tấn gia quyền chính là nền tảng vững chắc để Nhất vận dụng vào quá trình giao đấu.
Ngoài cái việc mà mình tập luyện để mình có thể thi đấu, duy trì cái phong độ mình, thì mình còn huấn luyện để cho các bạn trẻ có thể tập luyện theo. Và người thầy của mình đã từng nói với mình một câu là trở thành một nhà vô địch rất là khó, nhưng mà để bảo vệ được danh hiệu vô địch càng khó hơn. Nên để mình làm được điều đó thì mình phải tập luyện mỗi ngày, và mình phải quên nó ngay, và mình quay trở lại tập luyện và tiếp tục là mình sống với cái đam mê của mình, sống với cái ước mơ của mình. Sống vì một giấc mơ. Quý vị cũng biết, khi đã theo dõi những chương trình của chúng tôi, một điều đặc biệt luôn luôn tới, đó là từ những người thân của cả hai võ sĩ, bởi vì họ là một phần rất quan trọng, họ là động lực cho hai võ sĩ ở trên khán đài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với BB Trần. Và bây giờ là BB Trần sẽ giới thiệu cho mọi người cùng được biết một nữ võ sĩ rất đặc biệt, mẹ của võ sĩ duy nhất ạ. Một Huyền Anh này đã ăn sâu vào tiềm thức của Ánh Ngọc. Đêm nay chứng kiến con đã thi đấu Huyền Anh, mẹ rất mừng Huyền Anh đã trở lại với nước nhà chúng ta. Một cái thông điệp này muốn gửi đến các bạn chuyên đăng tập dệt: mình chiến thắng được bản thân thì sẽ chiến thắng được tất cả. Nên con người sống thì cần có sức khỏe là trên hết. Rất là mừng và rất là hạnh diện có con bình yên để thi đấu cùng với địch thủ. Thắng thua không thành vấn đề, tinh thần thượng võ là cao nhất. Và ngoài mẹ của Duy Nhất ra thì chúng ta còn có bên cạnh đó là một người gắn bó với Duy Nhất suốt cả một hành trình rất là dài. Và đó là vợ của Duy Nhất ạ. Xin chào chị ạ, xin mời chị ạ. Một khi anh Nhất lên sàn đấu thì trận đấu nào nó cũng quan trọng cả. Thì anh Nhất vẫn sẽ giữ vững cái tinh thần và mọi thứ giống như là anh sẽ thi đấu một trận đấu chuyên nghiệp rồi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều trận đấu cùng với Nguyễn Trần Duy Nhất, nhưng ngày hôm nay cả mẹ và vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất cũng phải có mặt bên cạnh cổ vũ. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà người thân, người nhà mình luôn luôn bên cạnh mình, đồng hành với em, và em sẽ cố gắng hết sức mình. Còn Lợi Trần, ngày hôm nay bạn đến đây cùng với ai? Thì hôm nay đến đây với chương trình thì có bạn của em, đó là Nhật Kim Anh ạ. Nhật Kim Anh có thể nói gì với người bạn đồng hành của mình sắp bước vào một thử thách quan trọng? Nhật Kim Anh đến đây với tư cách là một người bạn rất là thân thiết của Lợi Trần. Và đối với Kim Anh, khi mà Lợi Trần bước lên sàn đấu thì đã là chiến thắng chính mình, khi mà mình đấu với lại một võ sĩ chuyên nghiệp như Nhất. Và hơn nữa là Kim Anh cũng muốn gửi gắm đến Lợi Trần: muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Kim Anh tin rằng là Lợi Trần ngày hôm nay sẽ tỏa sáng, thật sự tỏa sáng. Chúc mừng bạn. Như vậy là người thân cả hai bên đã sẵn sàng, hai võ sĩ của chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu trên sàn đấu ngày hôm nay, trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Hôm nay sẽ là cảm xúc đặc biệt cho tất cả. Phải ở trên sàn đấu này mới hiểu được sức nóng của nó như thế nào, và các vận động viên phải trải qua một thử thách thực sự về thể lực, sự tập trung đến như thế nào. Và bây giờ, các ringer hãy mang biển hiệp đấu đầu tiên, chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài Phạm Việt Khôi đã làm xong thủ tục với cả hai tay đấm. Một bên là độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất, một bên là thập bát ca Lợi Trần. Hiệp 1 bắt đầu. Độc sự. Head up.
No love luôn. No healing. Rất. Vâng, và như vậy là tiếng kẽn của hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Duy Nhất và Lợi Trần cũng đã được bắt đầu. Ngay từ đầu là Lợi Trần cũng đã thực sự là đang là một người phải nói là rất lợi thế khi mà anh liên tục tung ra những đòn tấn công với nó là rất nhanh. Đây có lẽ là một chiến thuật của Duy Nhất thôi. Tôi nghĩ rằng Duy Nhất đang để cho đối thủ có thể tung sức ra những cái giây phút đầu tiên này để xem là đòn đánh đối thủ như thế nào, thăm dò. Với một võ sĩ chuyên nghiệp như Duy Nhất là như vậy. Chiến thuật của Lê Trần tôi nghĩ là đây sẽ là những đòn đánh phủ đầu. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ cũng hơi mạo hiểm đúng không? Khó để nếu mà có thể kéo dài được cái khoảng thời gian như vậy. Thì cái thể lực không đảm bảo cũng là một vấn đề và tôi cũng hơi lo lắng chút xíu về điều đó. Thật sâu vô. Nice. Đối với cá nhân Hà Hiền thì thật sự là thấy là Lợi Trần là một người rất khỏe. Một con người phải nói là rất khỏe từ những cái lần mà mình tập phim với nhau. Ok, ra ngoài di chuyển nào, di chuyển, keep chap đi. Đối với dòng thể lực thì thật sự Lợi Trần là một con người phải nói là rất là phi thường. Duy Nhất đang có những tình huống phản đòn, những cú jab và sau đó là những đòn đấm thẳng. Trong khi đó Lợi Trần vừa rồi thực hiện một cú uppercut không thành công. Đó là một cú đấm thẳng của Lợi Trần và sau đó là một cú swing hook. Thực sự chúng ta đang xem một trận đấu phải nói là rất chuyên nghiệp, chứ không hẳn là chỉ là một trận đấu mà giữa diễn viên với một võ sĩ đang đấu chung với nhau. Thực sự chúng ta đang coi một cái trận đấu mà nó là rất mãn nhãn thôi các bạn. Những giây phút đầu tiên của trận đấu thôi chúng ta cũng có thể thấy được là cái độ nóng của nó. Đó là một cú móc phải nói là rất nhanh. Đây không phải là sàn diễn, chính vì vậy mà chúng ta cũng thấy là hai võ sĩ đang có những chiến thuật thi đấu theo những gì mà huấn luyện viên đã đề ra. Và rõ ràng là Duy Nhất cũng đang be căng phòng thủ và cũng có những pha phản đòn. Những cú tấm liên tiếp của Lợi Trần, nhưng khả năng phòng thủ của Duy Nhất lúc này rất là tốt. Và Duy Nhất đang áp sát để tung ra những đòn đánh ở cửa ly gần. Những cú body shot liên tiếp. Body shot liên tiếp đến từ Duy Nhất. Good. Lấy thở, lấy nhịp thở. Đúng rồi, lấy nhịp lại, keep chap, keep chap. Chỉ phục hồi hiệp 1 phải làm sao? Và như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng 10 giây cho hiệp thi đấu thứ nhất. Và như vậy là trận đấu giữa Duy Nhất và Lợi Trần đã kết thúc. Chúng ta thấy là hai võ sĩ cũng đã có những chiến thuật ở trong hiệp đấu thứ nhất rất là rõ ràng. Với Duy Nhất đó là một sự thăm dò trước, sau đó anh mới thực hiện những tình huống phản đòn. Còn với Lợi Trần thì anh cũng khá là nôn nóng trong việc ra đòn. Rõ ràng là chúng ta cũng có thể thấy được là những chiến thuật của Duy Nhất phải nói là rất rõ ràng và rất chuyên nghiệp, khi mà Lợi Trần tấn công rất là nhiều nhưng mà mình lại đánh giá được cái hiệu quả trong đòn đánh hơi khá là non nớt trong cái việc thi đấu. Tại vì là Lợi Trần đang sử dụng rất nhiều năng lượng, rất nhiều năng lượng. Một hiệp đấu phải nói là rất thú vị và rất đáng xem đúng không? Wow, phải nói là những cú ra đòn á mà liên tục luôn á, siêu gây cấn. Nhưng mà em thấy anh Duy Nhất giống như có chiến thuật vậy, anh dưỡng Duy Nhất sức. Rất là giữ sức nha. Đúng rồi. Nhưng anh Duy Nhất có những cái cú né rất là đỉnh cao, còn anh Lợi mấy cú móc em nói đánh cú nào chắc cú đó luôn. Còn riêng Hải Triều lại tim Hải Triều muốn như thắt lại. Thắt lại luôn á hả? Thắt lại luôn. Mình nín thở để mình xem ra đòn rồi đỡ đòn quá trời luôn. Thật sự nãy giờ Ali coi mà Ali gồng rất là nhiều. Thật bởi sự. Vì cái giây phút đầu tiên anh Lợi là người tấn công liên tục. Nhưng mà em coi cái trận này xong á, em xin ban tổ chức có đợt 2, đợt 3 cho em chơi với nha. Em máu rồi đúng không? Em máu lửa cực kỳ, nhưng em chỉ xin cái bình oxy với cái băng cao ở ngoài sẵn. Với lại em xin đấu gọn gàng thôi. Em xin đấu gọn gàng 30 giây dứt điểm thôi. Chứ em thấy đấu dai dẳng kiểu này em trụ không nổi. Nhưng em vẫn muốn chơi. Nhưng mà đối thủ của cầu phố là Thu Nhi được không? Nhà em chơi đại boxing hiện giờ được mà. Vậy thôi đừng đấu, cho em lên băng ca nằm luôn đi. Chứ em thấy vậy là em trụ không nổi.
Anh ba thấy sao hai đối thủ ở trên sàn đấu, những cú đấm và những cú ra đòn ra sao anh? Mình thấy là bạn Lợi ra đòn cũng rất là tốt, rất đúng kỹ thuật. Và vừa rồi thì lúc bắt đầu hiệp đầu tiên này thì đã gây một số cái áp lực lên bạn Duy Nhất. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì bạn Duy Nhất đưa ra cái chiến thuật như thế để xem là bạn Lợi có cái sức bền và cái áp lực của trận đấu có duy trì được hiệp 2 hay hiệp 3 hay không. Thật sự là nãy giờ chúng ta vừa mới xem một trận đấu giữa hai võ sĩ với nhau, chứ không phải là một cái trận đấu giữa một võ sĩ và một diễn viên. Trên sàn đấu chúng ta cũng đều có những phút giây phải nói là thót tim khi mà Lợi Trần vừa mới bắt đầu trận đấu đã tung liên tục rất là nhiều cú đấm về phía Duy Nhất. Gọi là phủ đầu ấy đúng không? Dạ đúng rồi, gọi là phủ đầu. Thì Duy Nhất cũng thật sự là cũng đã rất là chuyên nghiệp khi mà ảnh đang cố gắng xem thử coi là đối thủ của mình sẽ như thế nào. Và thật sự là rất khó cho Lợi Trần nếu như mà Lợi Trần cứ vẫn tiếp tục sử dụng những cái đòn tấn công mà liên tục như vậy. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là trong boxing thì cái việc kiên nhẫn chờ đợi cú ra đòn cuối cùng mới là người quyết định. Và tôi nghĩ rằng là Duy Nhất biết rõ điều đó đúng không Hà Hiền? Còn anh Chí Viễn, anh thấy sao khi mà ngày hôm nay bản thân cá nhân tôi cảm thấy rất bất ngờ với một vài cú ra đòn chính xác của Lợi Trần. Bắt đầu trận đấu hơi bất ngờ một chút xíu về cái lối đánh của Duy Nhất. Nhưng mà Duy Nhất vẫn thường xuyên thắng đối thủ của mình theo cách như vậy. Anh ta vẫn luôn rất chắc trong cái cách tiếp cận trận đấu để phòng thủ và xem đối phương có cái đòn nào sở trường của họ để có thể khóa được và khắc chế được, sau đó thì tung đòn. Chúng ta thấy là sau giai đoạn phòng thủ thì Duy Nhất cũng đã có những đòn đánh thẳng, những cú cháp và những cú đấm vòng trúng mục tiêu. Còn trong khi đó thì với Lợi Trần cũng đã có một số combo đòn rất là nhiều, nhưng mà hiệu quả đạt được mục tiêu cao nhất nó vẫn chưa thật đủ. Và mình cảm thấy là với cái áp lực duy trì như thế này tiếp tục thì Lợi Trần có lẽ cũng sẽ khá là mất sức, nên mình nghĩ rằng cái sự duy trì của hai võ sĩ cũng rất là quan trọng. Anh Mai Thanh Ba đánh trúng nón bảo hiểm đối thủ, cái lực mà chưa đủ thì có được tính điểm cao không ạ? Hay là chỉ cần chính xác là đủ? Trong boxing thì khi mình đánh trúng vào đầu là vẫn được tính điểm. Là tính điểm đúng không? Đúng vậy rồi. Thì tôi nghĩ rằng là Lợi Trần ở trong hiệp đấu đầu tiên cũng đã ghi điểm rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn trong hiệp 2 của trận đấu giữa Lợi Trần và Duy Nhất. Hiệp 2 bắt đầu. Và như vậy là ông trọng tài Việt Khôi cũng đã cho hai võ sĩ của chúng ta so găng ở hiệp thi đấu thứ hai này. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai này đã được bắt đầu. Chúng ta sẽ xem ở hiệp thi đấu thứ hai này, rõ ràng là Lợi Trần cũng đã có những động tác và đó là dường như là đã giảm lại cái tốc độ của mình. Cháp bụng nào, cháp body, cháp body. Chúng ta cũng thấy là những cú cháp của Duy Nhất khiến cho Lợi Trần cũng phải e dè. Tiếp tục là những cú giáp, những đòn giáp của cả hai võ sĩ. Body shot không thành công của Duy Nhất. Tay trước của Duy Nhất và nó là rất chính xác. Lại là một đòn đánh chính xác nữa của Duy Nhất. Hai đòn thẳng lại. Nice. Body shot liên tiếp. Đó là những đòn của Duy Nhất, những cú giáp rất nhanh. Cú right straight không thành công của Lợi Trần. Tiếp tục là những cú đấm thẳng của Lợi Trần. Lại là những cú đấm phải nói là rất nhanh của là tay đấm Lợi Trần, nhưng dường như nó vẫn chưa thực sự mang lại một hiệu quả cao nhất. Khả năng slip của Duy Nhất rất tốt. Đó là một cú right straight thành công của Lợi Trần. Rất hay. Rất nhanh. Vừa rồi là những cú giáp và sau đó là cú right straight rất tốt của Lợi Trần. Và đây là Duy Nhất đang thực hiện những cú phản đòn. Anh đang ba gan và áp sát đối thủ để có thể thực hiện những đòn đánh ở cự ly gần. Dường như là Duy Nhất đang có một thể trạng phải nói là rất tốt ở hiệp 2 này. Rõ ràng là khi mà chúng ta cũng có thể thấy được những đòn né của Duy Nhất là dường như đã phá giải hoàn toàn những đòn đấm nhanh tốc độ của Lợi Trần. Rất hay. Cháp di chuyển phục hồi Lợi ơi. Mời di chuyển nào. Cháp di chuyển phục hồi Lợi ơi. Những đòn đấm liên tiếp của Lợi Trần, nhưng Duy Nhất cũng đang hóa giải rất tốt. Đó là những tình huống bay căng phòng thủ
rất thành công của Duy Nhất. Tiếp tục là những cú đấm. Tiếp tục là những cú đấm và nói là rất chính xác của Lời Trần. Uppercut của Duy Nhất. Uppercut. Liên tục là những cú uppercut và nói là rất chính xác của Duy Nhất. Rất chuyên nghiệp thưa các bạn. Rất khó để đánh trúng được Duy Nhất trong những cái tình huống như thế này. Anh Lợi ơi. Đó là những phản đòn của Lợi Trần. Ôm ta lại luôn, ôm lại không kè chúng ta. Lợi Trần vừa rồi đã thực hiện một tình huống ghi để có thể hạn chế đòn đánh của đối thủ. Rất hay. Rất tốt. Và tiếng con giáp thành công của Lợi Trần. Thở phục hồi. Hai võ sĩ vừa có tình huống ôm để có thể phá đòn của nhau. Chúng ta cũng thấy là hai võ sĩ đang rất tích cực ra đòn. Cố lên lại. Vẫn là những khả năng phòng thủ rất tốt của Duy Nhất. Ui, liên tục là cú đấm móc. Hard shot đến từ Duy Nhất. Tập trung nhịp thở, 10 giây nữa. 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ hai. Duy Nhất đang tung ra rất nhiều đòn đấm ở cuối hiệp 2. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu giữa Duy Nhất và Lợi Trần đã kết thúc. Và thật sự là trận đấu vừa rồi chúng ta thấy ngay được cái đẳng cấp của Duy Nhất là như thế nào. Thật sự là rất đẳng cấp đó các bạn. Thưa quý vị, 3 phút của hiệp 2 trận đấu giữa Lợi Trần và Duy Nhất đã kết thúc rồi. Và các bình luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi ngồi cạnh đây thì vẫn đang mải mê bình luận về những diễn biến. Và chúng ta có thể thấy rằng hình như là hai võ sĩ đã nghe thấy những lời từ phía bình luận của chúng ta hay sao ấy. Duy Nhất tăng tốc độ, còn khi đó thì Lợi Trần lại cảm tưởng như là à bây giờ là anh kia anh đang lừa mình vào thế rồi, nên là cũng giảm lại cái tốc độ. Phải ông Hà Hiền? Dạ đúng rồi anh. Sau một cái hiệp dò xét của cả hai bên, Lợi Trần là sẽ có một cái đòn đánh phủ đầu, còn bên kia của Duy Nhất thì sẽ là thăm dò sức lực. Thì sau cái hiệp đó chúng ta sẽ thấy được là một cái hiệp 2 phải nói là nó cầm chừng hơn, bảo toàn được cái thể lực. Những đòn của Duy Nhất và những đòn của Lợi Trần đều rất là chính xác và nhanh nữa, nhưng mà nó lại không quá nhiều, nó không nhiều như ở hiệp 1. Thực ra những cú giáp để giữ cự ly, nhưng mà khi mà Duy Nhất muốn tấn công thì anh luôn có cách áp sát bằng cách be găng phòng thủ để áp sát và tung ra những cú đấm ở cự ly gần để ghi điểm. Nhưng bên cạnh đó thì Lợi Trần cũng đã có những khoảng thời gian anh ta ghi điểm liên tiếp bằng những cú đấm vào giáp mặt của Duy Nhất. Cả hai võ sĩ ra đòn cũng không quá mạnh ở trong hiệp đấu thứ hai với những đòn chưa đủ để knock out. Nhưng về điểm số thì tôi nghĩ rằng họ đã đạt được rất nhiều điểm ở trong hiệp đấu thứ hai vừa rồi. Anh có thấy rằng là cái tốc độ ra đòn của Nguyễn Trần Duy Nhất thì thực sự là rất chuyên nghiệp không? Mặc dù có thể là đấm không nhiều nhưng cái cú ra tay thì luôn luôn với tốc độ rất là cao. Thực sự đó là sự khác biệt. Vẫn là cái cách trong cái bước di chuyển và cái cách phòng thủ của Duy Nhất nó tạo nên cái thế trước khi anh phản đòn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng Duy Nhất có được lợi thế trước Lợi Trần. Còn việc Lợi Trần nếu như anh ta tấn công nhưng mà hiệu quả ghi điểm không cao thì cái thể lực nó sẽ tiêu hao dần. Và khi đó thì về cái hiệp đấu thứ ba đấy, chúng ta phải chờ xem là Lợi Trần có trụ vững trước khi có thể bị một cái sơ hở nào đó để mà dẫn đến một cái tình huống knock out hay không. Thì tôi nghĩ rằng mong muốn nhất ở đây có nghĩa là Lợi Trần vẫn duy trì được cái thể lực để có thể kết thúc hiệp đấu thứ ba một cách tốt đẹp. Thể lực đó là điều rất là quan trọng ở trong môn boxing này, mặc dù chúng ta nhìn võ đài thì không có rộng lắm. Anh Mai Thanh Ba, anh nghĩ thế nào về điểm số cho hai bên trong hiệp 2 vừa rồi? Anh nghĩ rằng lợi thế về điểm đang thuộc về ai giữa Lợi Trần và Duy Nhất? Theo tôi chấm điểm thì lợi thế điểm số thì vẫn thuộc về Duy Nhất. Lợi thế thuộc về Duy Nhất đúng không ạ? Và thưa quý vị khán giả, có một điều mà tôi cũng nhìn thấy ở trong không khí của một trận boxing là những người thân. Bởi vì họ vừa phải chuẩn bị về thể lực, đứng suốt từ đầu tới giờ, hò reo và thêm cả sức ép về tâm lý nữa. Chính xác là bây giờ em cũng bị mất sức rất là nhiều khi theo dõi cái trận đấu vừa rồi. Phải nói là quá hồi hộp mọi người à, căng thẳng lắm. Vậy theo cô thì sau hai cái hiệp đấu mà chúng ta vừa xem á, cô dự đoán thử xem anh Duy Nhất có chiến thắng được bạn Lợi Trần không ạ? Nhìn với kỹ thuật hai bên này cũng ngang ngang với nhau, tinh thần chiến đấu rất là cao. Duy Nhất đánh có kỹ thuật và bên Lợi Trần cũng có kỹ thuật rất tốt. Cho nên là sau cái trận hiệp 3 này mới có kết quả. Dạ xin cảm ơn cô ạ. Và chị Nhật Kim Anh ơi, không biết cái cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Không phải riêng gì Kim Anh đâu mà hầu như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở dưới này cũng như là tất cả khán giả ai cũng rất là hồi hộp, và bây giờ Kim Anh cũng vậy, là nói không nên lời luôn. Kim Anh tính là mùa 2 mình cũng sẽ đăng ký tham gia, mà thấy tình trạng này chắc không biết trước khi lên đài là mình đã rớt tim ra ngoài rồi. Thật sự là rất là hồi hộp.
Bên chương trình có gợi ý là nếu mà chị tham gia thì mình đấu với Ngọc Phước, chị không biết chị nghĩ sao à? Chị nghĩ rằng là sẽ chuẩn bị cho Ngọc Phước một đôi giày để cân xứng chiều cao thì ta... Em chơi được chứ, em đi Cà Khe em lấy boxing là hơi bị tới luôn đó. Được không ạ? Chị em mùa 2 cho Ngọc Phước. Dạ, em chờ chị mùa 2 solo 1-1 nha chị nhé. Dạ. Bây giờ trận đấu đang rất là sôi nổi và rất là hồi hộp. Và hiện bây giờ đối với Kim Anh thì Kim Anh muốn gửi gắm đến Lợi Trần rằng thắng thua không quan trọng, quan trọng là tinh thần của một võ sĩ. Và hãy tỏa sáng bởi ước mơ của cậu bé 13 tuổi năm nào. Hãy tỏa sáng nào, Lợi Trần! Yeah! Lợi Trần! Lợi Trần! Lợi Trần! Lợi Trần! Lợi Trần! Cảm ơn chị Nhật Kim Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một chút cảm xúc của chị Băng Di đi ạ. Thật ra thì Di nghĩ là bản thân Di hay là tất cả mọi người ngồi ở đây đều cảm thấy mình rất là may mắn. May mắn là tại sao? Vì mình có thể được xem một trong những trận đấu hay nhất của The Champion, nhà vô địch. Tại vì một cái trận đấu mà làm cho người xem cảm thấy mà giống như là trong những cái bộ phim hành động, mình không thể nào tưởng tượng được là ở ngoài anh Lợi Trần là một diễn viên và anh Duy Nhất là một võ sĩ chuyên nghiệp với rất là nhiều đai vô địch quốc tế mà có thể thi đấu với nhau, phải nói là ngang tài, ngang sức. Và thật sự là khi mà xem hai người đấu, anh Duy Nhất, Duy có thể gọi là thầy Duy Nhất, dù là chỉ dạy Duy có một tuần nhưng mà đối với Duy vẫn là thầy. Thì thầy Nhất có một cái tinh thần võ sĩ rất là cao, có cảm giác giống như là thầy Nhất đang khiêu vũ ở trên cái võ đài á, rất là nhẹ nhàng, rất là chill, rất là nhẹ nhàng. Nhưng với Lợi Trần lại một cái tinh thần hoàn toàn khác hẳn. Lợi Trần mang đến cho chương trình The Champion, nhà vô địch, với tinh thần của một chiến binh có thể vượt qua tất cả những cái nỗi sợ, vượt qua tất cả những cái khó khăn mà thầy Nhất có thể mang lại. Và Di hy vọng là cả hai người vòng 3 thật là thú vị, mang tinh thần võ sĩ và thật là xuất sắc. Nào, hãy cùng cổ vũ cho cả hai bên đi. Hãy cùng cổ vũ cho cả Lợi Trần và Duy Nhất. Băng Di nói rất là đúng. Ở trong chương trình The Champion thì điều thú vị nhất vẫn ở phía trước, và chúng ta đã theo dõi hai hiệp rồi. Hiệp 3 có thể sẽ là hiệp đấu hấp dẫn nhất của cuộc đấu ngày hôm nay, sẽ quyết định người thắng và kẻ thua. Bây giờ hiệp 3 bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ 3. Đây sẽ là hiệp đấu mang tính chất quyết định với cả hai võ sĩ để có thể ghi điểm và giành chiến thắng chung cuộc. Và như vậy là hiệp đấu thứ 3 thì chúng ta đã được bắt đầu. Đây sẽ là một hiệp thi đấu mà nó là rất căng thẳng. Tại vì đây là một hiệp thi đấu cuối cùng, sẽ không còn cơ hội cho bất kỳ một đối thủ nào để có thể ghi điểm. Dứt điểm luôn anh Lợi ơi. Này, tốt, right hand lắm Lợi. Đúng như anh Hà Hiền nói là không có cơ hội để sửa sai. Đây là một hiệp đấu rất là quan trọng. Chắc nào, chắc chắc. Dứt điểm luôn anh Lợi ơi. Chắc chắc, giữ cửa ly, tốt. Và cũng rất mong sẽ có một pha knock out ở hiệp thi đấu này. Không, tôi không nghĩ là như vậy đâu. Đây là một hiệp đấu có lẽ là chỉ có thể tính bằng điểm khi mà cả hai đều đã duy trì đến lúc này thôi. Thì rất khó để có thể knock out được đối thủ. Tung ra những cú đấm tay trước 1-2. Body shot đến từ Duy Nhất, nhưng đó là một cú body shot không thành công. Uppercut, sau đó là một cú right fist rất nhanh. Liên tiếp những đòn đánh biến hóa của Duy Nhất rất hay. Đó là một cú phản đòn, cú swing. Này, có phụng chắc nào. Cú đấm vòng của Lợi Trần đã ghi được điểm. Uống xong phải thở chứ. Body shot liên tiếp đến từ Duy Nhất. Liên tục là body shot. Này, Lợi Trần liên tiếp thực hiện những cú giáp và sau đó là những cú đấm bằng tay phải, chính là tay thuận của anh. Liên tiếp là những body shot, sau đó là một cú hút bằng tay phải không thành công của Duy Nhất. Có thể là Lợi Trần đang không quá kinh nghiệm trong việc phòng thủ của mình và anh đã để hở sườn ra rất nhiều. Tuy nhiên Lợi Trần cũng đã ghi được điểm trong những tình huống vừa rồi, và vừa rồi lại có điểm đến từ Lợi Trần. Những cú đấm thẳng và những cú body shot liên tiếp của Duy Nhất. Anh đã áp sát đối thủ ở góc này, đó là một cú đấm vòng thành công. Liên tục là body shot. Liên tục là body shot. Một cú uppercut. Lợi Trần đã gục xuống sang này. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ xem trọng tài sẽ tiến hành đếm. Trọng tài sẽ tiến hành đếm. Sẽ xem như thế nào.
Lợi Trần vẫn đang lắng nghe. Với thái độ của Lợi Trần, tôi nghĩ rằng anh ta không dễ bị knock out tình huống vừa rồi. Đòn đánh vẫn chưa đủ lực để knock out được Lợi Trần. Lợi Trần cũng đã được đứng lên. Nổi da gà luôn á. Và như vậy là trọng tài xác định trận đấu sẽ được tiếp tục ở hiệp đấu thứ 3 này. Có lẽ duy nhất sẽ rất tranh thủ khoảng thời gian này khi mà đối phương đang gặp những vấn đề về thể lực để anh có thể hạ knock out. Liên tiếp là những đòn đánh ép đối phương vào dây đài của duy nhất. Tranh lại thao tờ. Cú đấm móc không thành công. Sau đó là cú đấm vòng. Cú right straight đến từ Lợi Trần. Tuy nhiên khả năng slip của duy nhất quá hay ở tình huống vừa rồi. Cú đấm thẳng của Lợi Trần nhưng mà duy nhất đã né được. Thở lại, phục hồi. Cú chắc, body shot. Đi ra khỏi tầm tay nào, đi ra khỏi tầm tay. Cú đấm cấm không thành công của Lợi Trần. Tất cả những cú đấm của Lợi Trần dù rất uy lực nhưng mà dường như nó không chính xác từ cả hai võ sĩ. Họ đã sát nhau trong 10 giây cuối này. Những cú đấm liên tiếp của Lợi Trần không thành công, rất đáng tiếc. Và như vậy là hiệp đấu thứ 3 của chúng ta đã kết thúc. Xuất sắc. Quá đỉnh anh Lợi. Quá xuất sắc. Và cả hai võ sĩ của chúng ta đều vẫn đứng vững. Xuất sắc quá. Thực sự là một trận đấu mà nói là rất hay, rất mạnh nhạn đúng không như các bạn? Rõ ràng là huấn luyện viên Trần Văn Thảo cũng đã có những động thái để mà cổ vũ và rất là hài lòng về học trò của mình. Lợi Trần qua cái khả năng tập luyện của Trần Văn Thảo thì anh cũng đã có được những kinh nghiệm và vừa rồi anh đã trụ vững được ở hiệp thứ 3 thì tôi nghĩ đó là một cái động lực rất là lớn. Em ơi, cái cú knock out lúc nãy anh nổi da gà luôn á. Cái chiến thuật của anh Nhất quá đỉnh mà tới bây giờ anh Nhất mới buông, anh Nhất buông mấy cú là coi như em nói xám mồm luôn. Nhưng Lợi quá giỏi, Lợi trụ tới giờ này em quá nói Lợi luôn. Quá giỏi. Nói về cái sức bền của anh Nhất với anh Lợi em nói gần như là ngang nhau. Mà anh Lợi hơi sùng xuống một xíu vì cái lực đánh thôi, nhưng mà đánh cú nào đã cú đó. Ở Nhất là có một cái gì đó chiến thuật hơn. Dạ đúng. Có giờ để dành sức cho tới vòng 3 này mới bung. Với một người diễn viên như anh Lợi á, mà xuất em thấy anh luôn. Lợi trụ tới giờ này là anh Lợi quá đỉnh rồi. Không nghĩ là diễn viên luôn, nghĩ là hai võ sĩ đang trên sàn đấu của chúng ta thôi. Trân trọng anh. Thật sự wow. Nếu mà Hải Triều ở trên sàn đấu đó, nãy giờ là Hải Triều có cái trụ ở đó rồi. Là đóng cái trụ của Hải Triều. Nằm ở đó luôn. Giống như Phước nói là Lợi Trần là vẫn giữ được cái phong độ, vẫn còn đứng vững được và đánh lại được thì rất là xuất sắc. Chúc mừng Lợi Trần. Và cũng chúc mừng Duy Nhất. Yeah. Thưa quý vị, bây giờ tôi đang có mặt ở trên võ đài và thực sự là một không khí nóng bỏng trong hiệp 3. Cả hai võ sĩ của chúng ta đã dành những gì tốt nhất cho hiệp 3 của hiệp đấu này. Một hiệp đấu thực sự là mãn nhãn. Có lẽ là nếu có một cú đấm nào ở trong chương trình The Champion này mà người ta cần phải tránh nhất thì đó chắc chắn là cú đấm từ phía Nguyễn Trần Duy Nhất, độc cô cầu bại. Nhưng ngày hôm nay thì Lợi Trần, bạn đã chịu đựng rất nhiều rồi. Và chúng tôi thì không muốn trải qua cái cảm giác chịu đựng đấy một chút nào cả. Chỉ muốn nghe bạn tả lại thôi. Cái lúc mà Duy Nhất dồn bạn vào võ đài này trong hiệp 3 và tung ra những cú đấm liên tiếp, cảm giác của nó như nào? Từ xưa giờ mình chỉ nghe là độc cô cầu bại ở trên TV và qua truyền miệng của tất cả mọi người và báo chí. Hôm nay mình đã biết cú đấm của độc cô cầu bại nó lợi hại như thế nào mọi người ạ. Còn Duy Nhất, bạn thấy sao về đối thủ mười mấy năm rồi mới quay trở lại sàn đấu? Và thực sự là đến trước hiệp 3 này chúng tôi vẫn còn phải dự đoán kết quả. Thì tức là cả hai cũng đã tạo ra một thế trận ganh đua rất là nhiều. Từ cái ngày đầu tiên khi mà Lợi đến phòng tập của Nhất á, Nhất đã cảm thấy được cái lửa trong người của Lợi. Lợi vẫn còn nung nấu ước mơ mà bỏ lỡ năm Lợi 13 tuổi để trở thành một nhà vô địch boxing. Nhưng mà vì ước mơ vô địch của Lợi bị dừng ở cái trận bán kết, phải dừng trận đấu và không thể nào trở thành một cái nhà vô địch được, thì Lợi vẫn nung nấu cái ước mơ đó. Và khi mà Nhất nghe cái ước mơ đó thì nó cũng giống như Nhất, bản thân Nhất cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó. Và cùng với Lợi tập luyện liên tục để mình không có thể thực hiện được cái ước mơ đó trên sàn đài. Nhưng mà bây giờ Lợi đã chuyển qua một cái con đường võ thuật điện ảnh, thì Lợi phải chinh phục được cái ước mơ đó, chính là nhà vô địch của võ thuật điện ảnh. Ngày hôm nay Nhất có cảm nhận được cái sức mạnh của ước mơ từ phía Lợi Trần hay không? Trải qua 3 hiệp đấu bằng chiến thuật của Nhất thì mới có thể duy trì cũng như có thể giữ vững được ở 3 hiệp đấu. Thì đó chính là một chiến thắng thực sự của Lợi Trần, chiến thắng bản thân của Lợi.
Sau một vài phút rồi mà những giọt mồ hôi vẫn không ngừng rơi và những vết thương ở trên mặt, nào bây giờ ai nói rằng sàn đấu của The Champion là ít khắc nghiệt hơn những bộ phim của Lợi Trần nào? Lợi Trần, cảm giác của bạn thế nào? Cảm giác hiện tại của em bây giờ nói thật sự là rất là đã. Đã chứ không phải là đau à? Không đau, không đau một chút nào cả. Cái nỗi đau của cuộc đời á thì nó mới đau thôi. Mình có thể đau hết tất cả những thứ cảm xúc ở trên cuộc đời này với những khoảnh khắc tập luyện. Nhưng mà mình sướng, mình đã khi mình ở trên cái sàn đấu này. Ở sàn đấu này không cho phép mình được đau. Vậy thì ước mơ của bạn sau chừng đấy năm, nếu như ngày hôm nay không thể giành được cái chiếc đai ước mơ của mình, bạn cảm thấy thế nào? Khi mà em bỏ cái chân vô cái dây đài này là em là nhà vô địch. Em muốn được đau để em mới có cảm giác đã như thế này. Và những cái vết thương ở trên mặt của em, và cũng là một cái lời mà từ tận đáy lòng, cái tâm, cái đam mê, cái tình yêu mà em dành cho nghệ thuật, đó chính là những thước phim của em đóng ở trên phim. Khán giả sẽ thấy đó là phim nhưng không phải đâu. Đó là những cái gì đó real nhất của cuộc đời này mà lại rèn luyện từ nhỏ tới giờ để mang đến những thước phim thật nhất đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn cả hai bạn đã mang tới những phút giây hiệp 3 thực sự là máu lửa, thực sự là hấp dẫn. Và các bình luận viên cũng thực sự có một hiệp đấu mà rất vất vả, bởi vì họ phải theo dõi những cái tiết tấu quá nhanh. Có lẽ là hiệp đấu thứ 3 chúng ta rất là bất ngờ khi mà Duy Nhất đã cho thấy được cái sự quyết tâm trong việc là muốn hạ gục Lợi Trần sau một cái combo đòn. Và thậm chí là anh đã có cú đấm móc khiến cho Lợi Trần phải gục xuống sàn đấu. Tưởng chừng như là Lợi Trần không thể tiếp tục thi đấu, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận vào cái tinh thần thép của Lợi Trần để có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu để không bị hạ knockout ở cái hiệp đấu này. Đó là một cái sự ghi nhận rất lớn. Và rõ ràng ở cái hiệp đấu này chúng tôi phải nhận thấy là cái tính chuyên môn rất cao với rất nhiều đòn đánh trúng đích của cả hai võ sĩ. Cũng tiếp lời của anh Trí Viễn luôn, thì thực sự là ở hiệp đấu thứ 3 này thì chúng ta cũng có thể thấy được là Lợi Trần cũng đã có một lần gục xuống. Ở tình huống đó thì rõ ràng là Duy Nhất có thể cho Lợi Trần cảm giác bị knock out là như thế nào. Duy Nhất đã làm một cái điều phải nói là vô cùng respect Lợi Trần khi mà để cả hai võ sĩ của chúng ta vẫn có thể đứng vững được trên sàn đấu. Đó là một cái sự tôn trọng phải nói là rất là to lớn từ Duy Nhất dành cho Lợi Trần. Lợi Trần cho chúng ta thấy được cái nền tảng thể lực rất kinh khủng. Hà Hiền cũng đã từng tập qua những bộ môn như là MMA hay là Jiu-Jitsu, cũng đã từng đứng ở trên sàn đấu. Nhưng mà thực sự là để mà tham gia một trận đấu chính thức và đấu với một võ sĩ chuyên nghiệp thì thực sự là Hà Hiền phải nghiêng mình thán phục tinh thần và cái ý chí của Lợi Trần. Và sau khi xem trận đấu này, mình nghĩ là chắc là mình làm fan cứng của anh. Thêm một tràng pháo tay nữa dành cho Lợi Trần. Anh Mai Thanh Ba, anh nghĩ thế nào về trận đấu vừa rồi ạ? Trận đấu vừa rồi, bạn Nguyễn Trần Duy Nhất đã thể hiện được cái bản lĩnh của nhà vô địch. Các bạn xem qua 3 hiệp đấu, càng đấu về sau thì cái sức bền và sức tấn công của bạn Nhất càng mãnh liệt. Nhưng mà thực sự rất là đáng khen bạn Lợi Trần. Mặc dù bạn rất là cố gắng, bạn ra rất nhiều đòn, nhưng mà vì cái thể lực của mình không được đảm bảo nên cái sức mạnh của đòn đấm nó không tạo được cái áp lực cho bạn Nhất. Nhưng mà thực sự là rất đáng khen ngợi sự chịu đựng đòn và ra đòn của bạn. Hy vọng là sau này bạn có thể thử sức mình trong một cái sân chơi lớn hơn như này một chút nữa. Có bao giờ mà anh nhìn những hình ảnh thi đấu như này anh muốn quay trở lại ngày xưa của mình không anh Thanh Ba? Rất nhớ chứ, trong dân chuyên nghiệp chúng tôi gọi là nhớ cái sàn đài đấy. Mọi cái cảm giác ở trên đài từ khán giả, từ trọng tài, rồi là bạn võ sĩ đối thủ của mình, tất cả đều nhớ hết. Kể cả là chịu đòn đau. Đúng rồi, người ta bảo là đòn đau thì nhớ lâu mà. Nên là chỉ có trên võ đài thôi, khi mà mình nhận được cái đòn đau đấy thì bao nhiêu năm sau mình không bao giờ mình thể quên được cái điều đấy cả. Cảm ơn anh Mai Thanh Ba. Một lần nữa quý vị thấy được tinh thần thượng võ của The Champion năm nay. Và trên tay tôi vào lúc này là tên của nhà vô địch. Quý vị chỉ chờ trong giây lát nữa thôi sẽ biết được ai là người chiến thắng. Và bây giờ sẽ là đai vô địch cùng với phần thưởng kỷ niệm chương của The Champion cho hai đấu sĩ ngày hôm nay. Và tôi xin công bố người chiến thắng trong cặp đấu giữa Lợi Trần và Duy Nhất. Trọng tài Phạm Việt Khôi sẽ nâng cao tay của người chiến thắng. Và đó là Độc Cô Cầu Bại.
Nguyễn Trần Duy Nhất. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Duy Nhất. Đã rất nhiều người chúc mừng bạn rồi, nhưng hãy để tôi bày tỏ sự thán phục với bạn Lợi Trần. Bạn là người chiến thắng trong cuộc đấu ngày hôm nay theo một cách nào đó. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Duy Nhất, lại thêm một kỷ niệm rất đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã chia sẻ rất nhiều với Lợi Trần. Anh đã chiến thắng ngay từ khi bước qua vành đai của võ đài rồi. Anh đã vượt qua rất nhiều để có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để đấu với một trong những nhà vô địch thế giới. Ở hiệp thứ nhất, Lợi Trần đã có một cái đòn đánh rất là tốt khiến cho Nhất đã choáng váng. Nhưng mà mình bằng cái sức lực cũng như là cái kỹ thuật của mình thì mình đã duy trì và mình bắt được cái điểm yếu của Lợi là cái độ bền nó không có cao như những vận động viên giống như Nhất. Thì mình càng về những cái hiệp sau thì mình lại tăng cái cường độ cao lên để gây áp lực cho Lợi. Và ở hiệp 3 thì khi mà mình có những cái đòn đánh khiến cho Lợi bị choáng lại, nhưng mà bằng cái ý chí thì Lợi đã trụ được hết 3 hiệp. Và khi mà giành được chiến thắng trong trận đấu này thì cảm thấy rất là vui. Bên cạnh đó là sự ngưỡng mộ Lợi đã cống hiến cùng với Nhất một cái trận đấu rất là hay. Từ sâu trong tận đáy lòng của Nhất thì đối với bản thân của Nhất là một vận động viên từng trải, và mình đồng cảm với Lợi, một võ sĩ lúc nào cũng hằng mong ước là mình tập luyện thật nhiều và mình cống hiến một trận đấu thật tốt và mang về một cái kết quả thật tốt. Nhưng mà Lợi đã bị bỏ lỡ ở cái năm 13 tuổi, nhưng mà Lợi không từ bỏ. Lợi đã cố gắng hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn trong hành trình của mình, đó là chinh phục võ thuật trên con đường điện ảnh. Thì ở cái đấu trường lần này, Lợi đã vượt qua chính bản thân của Lợi. Lợi đã chiến thắng và chiến đấu hết 3 hiệp đấu cùng với Nhất. Và mình muốn mình tạo được cái động lực giúp cho Lợi một cái phần nào nó thật là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ là cái động lực để cho Lợi mỗi khi nhìn vào chiếc đai đó thì Lợi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cái biệt danh độc cô cầu bại của Nhất, thực sự thì Nhất cũng chưa từng nghĩ đến nó. Đó là một cái lần mà Nhất đã đi đánh cái giải vô địch thế giới lần thứ 5. Và khi mà lần thứ 5 nó tiếp tục mang về tấm huy chương vàng cho Việt Nam, thì lúc đó là sau một đêm ngủ dậy thì các báo chí là viết cho mình một cái biệt danh là độc cô cầu bại. Mình cảm thấy rất là bất ngờ. Nhưng mà người ta yêu thích, người ta quý mến mình thì người ta mới đặt cho mình một cái biệt danh như vậy. Nhưng mà đối với bản thân của mình thì luôn luôn nhắc nhở mình là Nguyễn Trần Duy Nhất, và mình phải sống sao cho xứng đáng với cái tên của mình. Và cái quan trọng hơn nữa là mình phải cố gắng nỗ lực. Cho dù mình có thất bại nữa thì cái thất bại đó chính là cái động lực, là rào cản để mình phải bước qua cái thất bại đó để mình có thể đi tới được cái thành công. Mình có kỹ thuật tốt như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu như thể lực mà mình yếu hơn đối thủ, chắc chắn mình không thể nào thắng được đối thủ cả. Thật sự lúc mà hiệp 3 lại không đấu bằng thể lực nữa, mà đó là lại đấu bằng ý chí. Ý chí là vượt qua tất cả mọi người ạ. Những giây phút cuối cùng thì Nguyễn Trần Duy Nhất tung ra những cú đấm rất là mạnh và nguy hiểm. Cái đó chỉ còn ý chí đứng lên để đánh tiếp thôi, tại vì thể lực của mình đã yếu rồi, chân của mình cũng đã rã rời rồi. Cho nên là mình chỉ đứng lên mình đánh bằng ý chí thôi. Và gần 20 năm trở lại cái sàn đấu này, Lợi muốn nói với tất cả các bạn, có ước mơ, có mục đích. Mỗi ngày chúng ta đều nghĩ về nó, nghĩ phải làm. Từ từ giống như giọt nước vậy. Từ từ nó sẽ đầy ly. Và đến ngày hôm nay, Lợi và Nhất đã cùng nhau tỏa sáng. Và Lợi muốn chia sẻ đó là một cái năng lượng tích cực gửi đến tất cả các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy đặt cho mình một cái mục đích và ước mơ của mình và luôn thực hiện nó mỗi ngày. Đã khoác lên mình chiếc đai vô địch rồi thì tôi cũng muốn hỏi cảm xúc của Duy Nhất lúc này. Đai vô địch rất đẹp và rất là chuyên nghiệp, cũng như là cái trận đấu ngày hôm nay giữa Nhất và Lợi Trần đã cống hiến cho mọi người. Và một cái cảm xúc tại sàn đài này thì Nhất muốn chia sẻ chiếc đai vô địch này, Nhất quyết định sẽ nhường lại cho Lợi Trần. Bởi vì những chiếc đai vô địch thực sự rất giá trị, rất tuyệt vời, rất đẹp, nhưng nó vẫn không thể nào bằng được cái ý chí, cái tinh thần chiến thắng bản thân quan trọng nhất. Và Lợi đã chiến thắng bản thân và Nhất quyết định trao chiếc vô địch này lại cho Lợi, và Lợi sẽ tiếp tục để trở thành một nhà vô địch trên con đường Lợi đã chọn. Một hành động cực kỳ fair play và tôi nghĩ rằng nó cũng rất là xứng đáng. Bởi vì cuối cùng, điều cuối cùng ở trong chương trình Nhà Vô Địch The Champion, đấy là lan tỏa tinh thần thượng võ của boxing, khuyến khích tất cả mọi người luyện tập thể thao và vượt qua nỗi sợ hãi của mình, vượt qua những thử thách trong cuộc sống, thử thách bản thân mình. Hãy chúc mừng hai nhà vô địch của ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi xin mạn phép vượt qua quyền hạn của các trọng tài để quyết định rằng đây là hai người chiến thắng của The Champion trong buổi tối ngày hôm nay, Duy Nhất và Lợi Trần.
Đây là một chiếc đai mà cậu bé 13 tuổi đã muốn đi tìm gần 20 năm nay. Và hôm nay Nguyễn Trần Duy Nhất đã trao lại cho Lợi. Lợi cảm thấy rất là bất ngờ và xúc động. Lợi xúc động rất là nhiều, Lợi cảm ơn Nhất rất là nhiều. Mỗi người có một cái mục đích ước mơ của mình. Ước mơ của Nhất để trở thành nhà vô địch của một võ đài chuyên nghiệp. Và ước mơ của Lợi cũng muốn trở thành một diễn viên hành động, cũng ở là một cái võ đài của điện ảnh. Chung một giấc mơ nhưng hai cái võ đài khác nhau. Và hôm nay Nhất đã trao lại chiếc đai này cho Lợi là muốn truyền một cái năng lượng tích cực. Và Nhất đã nhìn thấy được cái cậu nhóc đó một khát khao, một đam mê, một tình yêu dành cho võ thuật và đặc biệt là điện ảnh. Và hôm nay Nhất đã dành lại cho Lợi một cái đai này. Lợi muốn nói với Nhất là Lợi cảm ơn Nhất. Đây sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với Lợi chứ không phải là nhỏ nữa. Và Lợi sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện, rèn luyện, tiếp lửa và năng lượng tích cực gửi đến khán giả qua những bộ phim sắp tới của Lợi. Và rất là mong khán giả sẽ đón chào những sản phẩm sắp tới của Lợi. Cảm ơn mọi người.